Hello, xin chào tất cả anh em. Thì hôm nay mình mang đây một cái module, đây gọi là module boost app, tức là cái module để tăng app. Đấy thì viết tiếng Anh của nó là B này, O O S T, thì tiếng Anh dịch sang nghĩa là boost, tức là tăng ấy, là nâng ấy. Đấy thì cái module này thì nó có cái thông số là đây. Anh em có thể nhìn vào bên góc bên trái màn hình. Đấy, đây là một vài những thông số của nó này. Thì cái điện áp ngõ vào của nó là từ 10 đến 60V. Là cái dòng điện tối đa của nó chịu đựng tức là cái dòng điện mà nó cho phép đấy cho phép cái đầu ra của tản lên tối đa là 20A. Đấy, 20A, nhưng mà mình nghĩ là nó chỉ ở điện áp thấp thôi. Còn nếu mà ở điện áp cao ấy thì mình nghĩ là nó sẽ không đủ để tải được cái dòng điện lên tận 20A. 20A là một dòng điện tương đối cao. Tiếp theo là cái điện áp ngõ ra thì đương nhiên là nó cũng sẽ khoảng rơi vào là nó sẽ cao hơn điện áp đầu vào, vì là thường là điện áp đầu vào là 10V, thì ít nhất ra nó phải tầm khoảng 12V chứ không thể là 10V được. Đấy thì nó sẽ cao hơn một chút. Đấy, và nó ra lên tận 80V. Đấy, dòng điện không tải 15mA, tức là cái dòng điện mà khi mà anh em cấp tải vào cấp nguồn vào cái mạch này này, và anh em không có cái phần đầu ra, không đưa ra cái tải đầu ra không chạy, tức là mình cấp nguồn vào đây. Đấy thì cái mạch này có điện nhưng mà phần tải, tức là cái phần mà mình nâng ngay lên mình không dùng, thì nó sẽ tiêu tốn là 15mA. Đó thì cái công suất, tính ra công suất của cái mạch này lên tận là 1200 đấy watt. Thì thật ra là đối với cái mạch này ấy, thì là 1200 watt này thì mình nghĩ là nó chỉ là công suất đỉnh thôi, còn công suất thực tế của nó thì nó sẽ không được, mình nghĩ là nó sẽ không được. Đấy, bởi vì là thông thường những cái module của Trung Quốc này thì thường là họ hay đôn cái công suất, nó hơi ảo một tí. Thế nên thế nhiều khi là mình mua về nhưng mình dùng là nó chưa chắc được 1200 watt đâu. Đấy thì đó, thì ngoài ra thì nó sẽ có chức năng bảo vệ, nên bảo vệ ngược cực này, tức là sao, tức là các bạn cắm nguồn này vào, cắm đầu vào các bạn nối nhầm dây đó, thì nó sẽ không làm cháy cái module này. Đấy, bảo vệ pin yếu, tức là sao, ở đây nó sẽ có một con biến trở. Đấy, nó sẽ có một con biến trở thì mình sẽ điều chỉnh cái này. Ví dụ chẳng may các bạn mà pin, ví dụ như ở đây mình có khối pin này, đấy, cấp nguồn vào đấy, mà chẳng may nó sụt áp khoảng 9V. Đây, ví dụ cái nguồn này nó sụt áp khoảng 9V đấy, mà cái nguồn mà cái mạch này mà nó vẫn cho cái điện áp đầu ra, đấy, vẫn cho cái điện áp đầu ra, thì cái pin này nó sẽ kiệt pin, lúc này pin nó sẽ hỏng mà không thể phục hồi được. Như thế là nó sẽ có một cái điện áp ngưỡng là anh em buộc là anh em phải ngắt, không được tiếp tục là dùng nữa. Đấy thì ở đây nó có một con chiết áp, đây cậu đoàn chọn hơn là con biến trở vi trình đấy, để nó điều chỉnh được cái điện áp mà đến mức là mà nó pin hết ấy, thì nó sẽ ngắt, không cho pin nó xả nữa. Đó, rất là hay. Ok thì ví dụ anh em cấp cái điện áp, ví dụ như là pin 5S chẳng hạn đi, thì là 5S sạc đầy là 21V, mà chẳng may anh em sụt đến khoảng là 15 bao nhiêu volt, khoảng 15-16V thì đấy, hoặc là 17V thì đấy. Đấy, mà anh em không có cái chiết áp này để xả, để ngăn chặn cái việc mà nó thấp áp quá, thì nếu mà xả nữa thì nó sẽ có thể như là hỏng cái viên pin 5S, đưa nhờ pin 3S thôi. Đó thì nó có cái biến trở này điều chỉnh, thì tí nữa mình sẽ điều chỉnh cho em xem. Tiếp theo là đến cái bảo vệ quá dòng này. Quá dòng thì trong trường hợp đây nó sẽ có một cái dòng biến trở này, thì nó điều chỉnh cái dòng, ví dụ mình có thể điều chỉnh được cái dòng điện mà ví dụ như tải của mình ấy, thì anh em có thể bảo vệ bằng cách là mình vặn cái này. Nói chung đại loại là mình cần phải có một kiến thức chút về điện tử, và có một vài những máy móc để đo đạc được là đến dòng bao nhiêu, thì mình sẽ ngắt cái điện, không cho cái điện đáp điện chưa qua cái dòng điện nó ra đấy đến một cái ngưỡng nào đó. Thì đây là khi mà mình xoay cái biến trở này giảm đi, thì lúc này nó chuyển thành kiểu như là nguồn dòng đấy, kiểu như vậy, thì cái dòng không đổi nhưng mà cái điện áp có thể nó sụt đi. Đấy, tiếp theo là cái chiết áp đầu ra này, tức là cái biến trở này thì nó sẽ điều chỉnh được cái điện áp đầu ra đấy, tùy theo mình mong muốn. Thì thông thường ấy, những cái loại module mà công suất nhỏ hơn ấy, mà cái loại module đơn giản hơn ấy, thì nó sẽ, đây ví dụ như con module này nó chỉ có một cái con chiết áp thôi. Đấy, module này nó chỉ có một con chiết áp để điều chỉnh điện áp đầu ra thôi, còn nó không có chức năng là bảo vệ điện áp đầu vào khi mà sụt áp, mà khi mà hết pin, hay là bảo vệ là điều chỉnh được cái dòng điện. Đấy, nó chỉ có một cái chiết áp giống như này thôi. Ok, đấy thì nó còn ngoài chức năng là đấy, nó còn chức năng là bảo vệ ngắn mạch, tức là sao, tức là trong trường hợp mà trong mạch tải của các bạn bị chập, dù hai đầu này đầu tải đây nó bị chập vào, thì là cái mạch này nó thấy quá tải, hoặc là cái tải nó lên cao quá, nó sẽ ngắt không cho đĩa đầu ra, thì nó sẽ là bảo vệ cái mạch là một, thứ hai là bảo vệ cái tải của mình nó không bị hư hỏng quá nặng. Đó thì đó là một vài cái chức năng của cái module này, nó khá là hay đấy. Ok thì đầu tiên là cái chức năng chống gọi là chống sụt áp quá thấp.
thì nó là như nào thì mình nói qua. Thì ví dụ đây là cục pin là của mình là 21V đi, là pin 5A chẳng hạn, ví dụ thôi. Mà khi mà pin này nó hết ấy, là nó khoảng là 10 15 16 hoặc 17 15 hoặc 16 gì đấy, mình không không nhớ rõ. Đấy, nó khoảng 15 hoặc 16V gì đấy. Đấy, mà cái con module này nó cho cái áp thấp nhất đầu vào là 10V. Nhưng nếu mà chả may các bạn chưa cấp cái cục pin này vào lúc nó hết điện ấy thì nó vẫn vẫn khoảng còn khoảng mười mấy vôn ấy, 10 15 16 V gì đó thì nó vẫn có thể là đưa vào. Đấy, mà nếu mà để cho cái mạch này nó cứ tiêu thụ hết pin mà xuống khoảng là 10V thì con này nó mới không cho hoạt động nữa, thì lúc này là pin là sẽ đã hỏng rồi. Vì sao? Đi áp ngưỡng thấp nhất của cái pin 3S, pin 5S, đấy, mình ví dụ pin 5S nhé, là khoảng 15 16V thì nó sẽ làm cho cái pin này nó chết. Vì thế là nó còn có cái chiết áp để điều chỉnh ngưỡng điện áp thấp nhất. Ví dụ nhé, mình sẽ setup làm sao mà đây. Ở đây thì mình sẽ không có bộ điều chỉnh được cái điện áp đầu ra, nhưng mà mình chỉ nói qua cho anh em hiểu là cái nào. Thì bây giờ là mình đơn giản là mình sẽ cấp nguồn. Thì ở đây là anh em thấy này, nó sẽ có hai đầu đây, chỗ này là in cộng in trừ, à in hai đầu in cộng thì là đều là một thôi. Bên này cũng là hai đầu in cộng đều là một thôi. Đấy, thì mình sẽ cấp cái đống âm dương. Cái mạch này thì nó có chống chống cắm cực cực đấy. Nói chung là anh em thì cũng không nên là cắm cực cực đấy, nó chẳng may mà nó gây cháy nổ gì. Thì mình sẽ mô tả anh em để anh em có thể hiểu được là cái chống sụt áp quá thấp nó như nào. Đấy, thì đơn giản như là điện dưới điện áp ngưỡng của nó, tức là ngưỡng thì mình sẽ điều chỉnh cái này thì nó sẽ không cho điện áp đầu ra nữa để bảo vệ pin của mình. Đấy, đây thì mình sẽ vặn như này. Đấy, thì đây là đúng âm dương rồi. Thì rồi đỏ vàng là dựa dựa dương đây. À, mình sẽ cấp điện đó, mình cấp điện rồi, ok rồi. Thì tức là như này, tức là ví dụ pin của mình, ví dụ pin 5S chẳng hạn đây, thì các bạn cấp tải vào đây, ví dụ mình cắm tải vào đây đấy, em thấy nó sáng không ạ? Đó, là khi nó sáng như này đấy thì mình sẽ vặn điều chỉnh cái chiết áp này. Mình sẽ thay đổi cái điện áp đầu vào đây, ví dụ nha, mình muốn bảo vệ ở ngưỡng 15V, khoảng ngưỡng 16V, ví dụ 16V chẳng hạn đi. Thì các bạn cái vặn 15 16V, các bạn có một cái chiết áp đấy, còn thay đổi cái điện áp xuống cái điện áp các bạn cần phải phải bảo vệ. Ví dụ các bạn cung cấp điện xuống điện áp khoảng là 15V chẳng hạn, ví dụ thế. Thì các bạn vặn cái biến trở này, các bạn và dặn biến trở này giảm đi. Đấy, giảm đến mức mà khi mà đèn nó tắt này thì tại cái ngưỡng mà mình vặn đó thì nó sẽ là cái điện cái ngưỡng mà bảo vệ cho cái pin này, nó sẽ lần sau đúng vào cái điện áp là khoảng 15V gì đó. Đấy, thì cái đèn này nó sẽ không được sáng nữa và không cho cái điện áp và không cho tải nó ra đó, ngưỡng nó ra nữa. Thì đó là cái cơ chế bảo vệ cái điện áp thấp của nó. Đấy, thì nó mục đích là bảo vệ cho pin nó không xả hết pin, nó làm hỏng pin. Thế những cục pin thường là như cục pin này, còn pin liêu này của mình ấy, thì cái điện áp mà thấp nhất của nó khoảng 2,75V, chứ nếu anh em nếu mà xả xuống còn 1V là khả năng cao là pin đấy nó sẽ không phục hồi được. Ok, nó hơi dòng một tí. Tiếp theo là đến cái chế độ gọi là chế độ cái vặn cái volume này. Đấy, thì vặn cái chiết áp này, cái biến trở này, thì cái biến trở này nó là cái biến trở vi chỉnh của cái chế kiểu như là mình thay đổi cái dòng điện. Ví dụ nhá, các bạn khi mà bạn vặn mắc cái này, vặn mắc cái con này, thì cái công suất đầu ra của nó là cao nhất, tức là sao? Tức là lúc này là thể hiện là đây là nguồn áp. Nguồn áp tức là sao? Tức là khi mà bạn cấp tải ấy, thì áp của nó sẽ giữ, nó giữ tải mà nó vừa đủ ấy thì áp nó sẽ giữ nguyên. Còn cái dòng ấy thì nó sẽ thay đổi theo là cái tải bạn ăn bao nhiêu. Đấy, còn khi mà các bạn vặn nhỏ đi thì lúc này nó sẽ giới hạn được cái dòng điện, tức là nó bạn hiểu đây là một cái chiết áp để gọi là giới hạn dòng điện đó. Thì thông thường ấy thì mình dùng này thì thường mình hay cho mắc luôn cái chiết áp này. Đây, mình sẽ ví dụ cho em xem luôn. Thì đây là cái nguồn 12V đầu vào, thì mình sẽ đấy, mình sẽ để như này cho nó dễ, và đầu ra này mình sẽ test cho em xem và cái chức năng hạn dòng là như nào. Đây đó, thì mình đã setup cái đầu ra này đây, cái đầu ra này của mình. Đấy, thì mình đã lắp hai đầu song song và lắp vào cái máy khoan của mình, thì máy khoan này công suất nó tương đối. Còn mình sẽ nối vào cái đồng hồ này, mình đo điện áp. Hiện tại bây giờ điện áp là 15,3V, 15,13V, thì mình có thể thay đổi cái điện áp. Đấy, mình sẽ thay đổi cái biến trở ở bên tay phải này. Đấy, ví dụ mình giảm điện áp đi này, đấy là 15,08V này, hoặc mình tăng lên này. Thì cái máy bắn vít này của mình, máy khoan này của mình, thì mình có thể cấp được điện áp đến khoảng 15V hoặc là 16V thì vẫn ok. Bởi vì sao? Vì là ngay cái nguyên pin nguyên bản là pin niken của nó, cái máy này ngày xưa dùng pin niken, nó đã là khi sạc đầy lên 15V rồi. Ok, thì ở đây là 15,63V đó. Thì bây giờ mình sẽ bóp này, đây em thấy không? Ồ, trên đầu mình nó bị tuột đây, mình lắp lại tí. Đây, mình sẽ test lại nhá.
Đây, hiện tại là 15,633V thì bây giờ mình sẽ bóp cò này. Đấy. Bây giờ điện áp nó sụt xuống còn là 10,34V thì lúc này là cái chiếc áp này mình đã hạn dòng của nó rồi. Bởi vì sao? Vì là cái công suất của cái máy này nó tương đối ổn, tương đối là cao. Thì khi mà với cái điện áp này thì nó sẽ ăn với dòng dòng cao, thì những cái con này nó đã hạn dòng, tức là nó sẽ duy trì ở một cái dòng điện nhất định thôi, nó không thay đổi. Thì lúc này nó đang ở cái chế độ là nguồn dòng. Nếu nhưng mà khi mà công suất cao ấy thì là cái này là cái dòng mà dòng điện vẫn giữ nguyên thì buộc là cái điện áp phải sụt đi. Đấy, mình sẽ bóp lại này. Đấy. Lúc này xuống 10,29 thì lúc này 15V xuống 10,29. Đấy thì bây giờ mình đang ở cái chế độ hạn dòng. Đấy, gọi là mình hạn cái dòng điện không cho nó đi ra quá cao, thì đương nhiên là khi mà hạn dòng như vậy thì điện áp phải sụt rồi. Thì bây giờ mình sẽ tăng max volume luôn. Đấy, anh em nhớ cái con số là 15V mà sụt xung quanh bao nhiêu 10 phẩy mấy vôn ấy, thì mình không nhớ lắm. Thì bây giờ mình sẽ vặn mắc cái chiếc áp này, mình sẽ vặn này tay phải đa phần đấy, những cái biến trở này thì đều là vặn bởi tay phải để tăng. Đấy. Còn cái này mình vặn mắc luôn để vì sao những cục pin của mình thì nó đã có chế độ tự ngắt khi mà áp nó thấp rồi. Đấy. Thì bây giờ mình sẽ vặn cái này cho nó mắc luôn. Bao giờ nó kêu tạch tạch. Tạch tạch là chứng tỏ là cái nó đã kịch rồi. Đấy, nó kêu tạch. Đấy, anh em nghe tạch tạch nhỏ đúng không? Đó, thì lúc này nó đã mắc rồi. Thì bây giờ mình sẽ bóp cò như thế này. Lúc này thì nó sẽ sụt áp rất là ít thôi. Bởi vì sao? Thì lúc này là mình đã cho mắc, tức là mình đã cho mắc, tức là sao? Tức là cái dòng điện đưa ra bây giờ là nó là tối đa của cái mạch này có thể đưa ra được. Tức là cái mạch này nó đưa ra tối đa bao nhiêu thì nó sẽ đưa hết luôn. Đấy, nó không bị hạn dòng bởi cái chiếc áp này nữa. Chiếc áp này nó sẽ là vi trình. Đấy, đây, anh thấy này. Đấy, em không? Đầu tiên là 15,63, 64 đúng không? Thì bây giờ mình bóp này. Đó. Bây giờ 15,41, 42. Đấy, thì tất nhiên là nó sẽ bị sụt áp, nhưng mà nó sụt áp không đáng kể. Đấy, 15V mà vừa nãy nó sụt xuống còn 11-12V, mình không nhớ lắm. Đấy, bây giờ mình bóp này. Đấy, nó không sụt luôn nè. Nó sụt rất ít, nó chỉ sụt khoảng là 0,2V thôi, nó nhỏ. Đó. Bởi vì dùng cái động cơ chổ than thì nó sẽ ăn dòng cao. Đó, thì đó là cái chế độ bảo vệ ngăn bảo vệ như kiểu là dòng điện này. Thì các bạn có thể setup được cái thí nghiệm này, và anh em có thể điều chỉnh được cái dòng mà mình muốn ngắt, tức là sao, tức là bây giờ nhá, điều chỉnh được cái dòng mà mình muốn bảo vệ. Đấy, thì mình có thể setup như này, sau các bạn bóp cho dùng tải xong bắt đầu các bạn chiết áp. Đấy, bao giờ mà nó sụt áp, bắt đầu ở cái ngưỡng sụt áp thì lúc đấy là các bạn đặt cái ngưỡng là phù hợp với cái việc là mình muốn sụt. Đó, thì cái này thì nó sẽ có thể điều chỉnh được điện áp đi tận 20V, bao nhiêu volt mình không nhớ này, mình thì bạn thử xem nào. Đây, không biết là được lên được bút rồi bao nhiêu volt. Thì mấy cái bộ nguồn này ấy, nó rất là hay ở cái chỗ là như nào là khi mà các bạn thay đổi cái điện áp đầu vào ấy, đây mình sẽ vặn to này lên tí. Khi các bạn thay đổi cái điện áp đầu vào, ví dụ đây là lúc là 10V này, hay là có thể lúc hết pin, mà ví dụ như là 12V chẳng hạn đi. Đấy, nhưng mà dùng thời gian nó hết pin cũng khoảng là 10V thì đấy, nhưng điện áp ra luôn luôn là bằng constant, tức là không đổi. Thì ví dụ đây mình tăng điện áp lên là 17,51V này, mình sẽ tăng lên này. Đây. Đấy, 22, 24V này, 27 này, 29 này. Đó. Đấy, 40 này, 42V này, rất là cao. Thì đây là cái mạch này là mạch boost áp, nâng áp lên. Đấy, 52V rồi. Đấy, ui. Cái đồng hồ của mình nó cứ bị tự ngắt, không biết anh em chơi cái đồng hồ này thì có biết vì sao mà nó cứ mấy một thời gian ngắn thì nó tự động này. 57V. Đấy, mình thấy thông số của nhà xuất là lên tận 80V. Nói chung là một giải điện áp cực kỳ cao luôn. Thì tiện là mình sẽ vặn luôn về cái điện áp, bởi vì cái mạch này thì mình muốn dùng cho cái gọi là cái sạc cho laptop, sạc dự phòng cho laptop, thì mình sẽ dùng pin 12 pin của ắc quy để kích lên. Đấy. Mình sẽ giảm xuống thôi cái này sau đi. Thì bây giờ mình sẽ tháo cái phần này. Đây, mình sẽ rút cái này ra. Đây. Và cho anh em xem bên trong của cái này nó có cái gì. Đây, bên trong của cái này. Thì bây giờ mình sẽ tháo luôn cho anh em xem luôn cho nó dễ nhìn. Đây. Thì vừa review này, vừa... Đấy, thì ở đây nó sẽ có cái ốc này, mình sẽ tháo ra này. Chung là cái này là mình làm cho khách thôi. Này cũng hơi liều. Hơi liều mạng một tí. Đấy, thì tiện tháo luôn cho anh em xem, gọi là đam mê, gọi là em yêu khoa học. Đấy, thì những cái lúc mà mình đam tháo ra như này thì lúc đấy là cái gọi là cái sự kiến thức của mình ấy,
đấy, học hỏi về linh kiện, học hỏi về những cái cách bố trí này, đấy, về cái sơ đồ nguyên lý của cái mạch nó như nào. Đấy, để từ đó thì cái kiến thức của mình nó sẽ nâng lên dần 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 từng ngày. Đấy. Nó rất là nặng. Đây thì mình sẽ lắp luôn vào cái máy bắn vít của mình bắn cho nó nhanh ra. Đây. Lắp luôn vào cái máy bắn vít này. Anh em biết vì sao mà ôi sao thì không mở được nhỉ? Anh em biết vì sao mà lúc mà mình rút nguồn ra mà cái mạch này nó vẫn còn sáng đèn ở góc này không ạ? Đó. Đây. Cái vì sao mà nó vẫn sáng không ạ? Thì đó là cái tụ điện nó vẫn tích trữ năng lượng. Tích trữ năng lượng thì lúc nào nó sẽ xả hết cái điện áp. Đấy, nó sẽ xả hết. Đây em bây giờ nó đang đèn sáng nó mờ này. Thì lúc này là nó như kiểu là nó trong quá trình lúc mà nó được cấp điện này thì nó sẽ tích trữ điện áp, tích trữ năng lượng. Đấy, thì lúc mà mình rút nguồn ra thì cái năng lượng trên cái tụ này nó chưa được nó vẫn còn lại ấy, thì nó sẽ xả ra cái đèn pin này, cái bóng đèn này. Đấy thì đó là cái nguyên lý của nó. Không biết còn cái ốc nào không? Hết ốc thì còn ốc nào không nhỉ? Đấy, ok. Ui. Ok, đó thì mình đã tháo toàn bộ cái phần mạch này ra rồi. Thì sâu chi tiết cho anh em đây. Đấy, bên trong của nó này. Đây thì mình sẽ bật cho sáng cái đây một tí. Ok, đó. Cái mạch này thì công suất là 1200W, vì thế mà nó dùng cái tấm nhôm tản nhiệt khá là to. Thì đầu tiên thì mình sẽ phân tích cho anh em cái mạch điện nó như nào. Thì đầu tiên là điện đầu vào là điện DC. Đấy, giảm điện áp từ 10V đến 60V thì phải. Đó. Đó thì ở đây nó sẽ có một cái rắc này. Cái rắc này là cái rắc để mình cắm cái quạt tản nhiệt vào ấy, thì nó sẽ tản nhiệt đây. Nó để này xong rồi nó sẽ cắm cái rắc này vào đây này. Cái rắc này được nối song song với cái đầu vào. Là bao nhiêu vôn đấy rồi nó sẽ có lắp vào quạt ở vị trí nào đó để tản nhiệt cho tấm nhôm này. Đấy, ví dụ các anh em dùng với công suất cao. Đấy, hàng đấy nó khoảng gần 1000W thì đấy. Và ở đầu vào này thì nó có chế độ gọi là chế độ chống cắm ngược cực. Thì ở đây nó sẽ có một con MOSFET. Đấy. Thì con MOSFET này khi mà cắm chống cắm ngược thì nó sẽ khi mà cắm ngược cực ấy thì nó sẽ không thông để đưa ra cái dòng điện đầu ra. Đấy, thì nó sẽ có một con MOSFET, thì cái mã của nó thì mình sợ nó gãy nhỉ. Đây. Mã của nó là NCE80H15. Đây. Mình sẽ zoom to lên anh em xem này. Đây. Mã của nó là NCE này 90H15 là 90 là 90A, H15 là 150V. Đấy, hình như là vậy. Ok. Đó. Đây là con MOSFET này thì nó sẽ bảo vệ là chống. Còn tiếp theo là một con ở đây hình như là con MOSFET con này. Con này là có chức năng là chống bảo vệ là chống cắm ngược cực. Còn cái con ở giữa này là cái con mà MOSFET công suất đấy để nhận được cái xung. Thì con vi xử lý này này. Nó sẽ đảo đưa ra những cái xung. Đưa ra xung để kích cho cái con MOSFET này. Đấy. Nó dao tức là một đây là cái con IC này nó sẽ tạo dao động và kích vào chân G của MOSFET này. Và con MOSFET này sẽ dao động. Đấy. Ok, thì mình sẽ mở này, mở xem là con này là con gì. Đây là con IRF P410. Mình không biết là thông số của con này là nó chịu ăn nó chịu dòng bao nhiêu. Đây thì mình sẽ đây này. Đấy. Đây là con IRF này. IRF P4110 đó, MOSFET đó, thì nó sẽ chịu chức năng là đấy, nó sẽ nhận cái tín hiệu con IC công suất chính ở trong mạch này, nhận tín hiệu, nhận cái xung dao động từ con IC này đó. Thì sau đó là ở đây sẽ có hai con MOSFET, ở đây hai con diode xung, thì hai con diode này nó sẽ có chức năng là chỉnh lưu đấy, chỉnh lưu cái dòng điện mà kiểu như dạng xung ấy, chỉnh lưu cái dòng điện mà dạng xung và đưa ra ba con tụ lọc nguồn này thì nó sẽ được nối song song với nhau, hình như là song song với nhau đấy, được song song với nhau để mà đưa ra điện đầu ra để lọc nguồn. Nói chung đại loại có chức năng lọc nguồn đấy. Thì cái cuộn cảm này có cái vai trò như là tích trữ năng lượng đấy, để thực hiện cái chức năng là bút áp hoặc là để thực hiện chức năng là bút áp, nâng áp lên nó sẽ tích trữ năng lượng đấy. Vì như là nó sẽ có những cái chu kỳ của MOSFET đóng hoặc là
ví dụ như là MOSFET đóng thì cái MOSFET nó không thông thì con này nó sẽ tích trữ năng lượng và nó sẽ đưa ra cái năng lượng nó ra. Đấy, khi mà MOSFET thông mình không nhớ lắm nhưng đại loại là cái cuộn cảm này nó rất là quan trọng trong những cái mạch bục áp bục đáp, nó sẽ tích trữ năng lượng. Đấy. Ở đây nó sẽ có hai cầu chì. Đấy, ok. Đấy, cái mạch này nói chung là khá là ổn. Đấy, giá của nó là 200 199 nghìn hay 9 mấy nghìn, là 200 nghìn. Ok, thì video đến là dài rồi, thì anh em cần mua cái mạch này thì em có thể kích vào cái đường link bên dưới, thì mình có để ở phần mô tả video này. Đấy, thì anh em cần hoặc những cái linh kiện khác, điện tử khác thì anh em có thể vào cái đường link ở bên dưới luôn. Thì mình chuyên bán những cái linh kiện điện tử, những cái đồ điện tử thì anh em có thể nghiên cứu học tập chế cháo để phục vụ anh em. Ok, xin chào và hẹn lại anh em. Bye bye.